Một nữ ca sĩ từng buộc sáng trên bầu trời ca nhạc với một chuỗi những bài hit đình đám, một cái tên quen thuộc trên mọi sân khấu. Nhưng chị lại đột nhiên mất hết như sau một giấc mơ, để rồi những ngày tháng tìm lại tiếng hát, tìm lại hào quang, trở thành một hành trình đầy gian khó của người nghệ sĩ tài năng này. Đó chính là nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Đón xem Chuyện Tối Cùng Sao với câu chuyện của ca sĩ Khánh Ngọc, được phát sóng vào lúc 21:50 thứ Tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.